Nắp của chiếc máy này hoàn toàn được làm bằng inox. Chúng ta sẽ cùng cho bơ vào. Cho sữa. Cuối cùng sẽ là đá để chúng ta sẽ có một ly sinh tố thật là mát lạnh. Đậy nắp. Và bắt đầu thôi. Bấm chọn chế độ. Chúng ta sẽ chuyển sang chế độ sinh tố. Đây rồi. Start. Sau hơn một phút là chúng ta đã có ngay một ly sinh tố bơ. Nhìn rất là ngon này. Và chắc chắn là mùi hương cũng sẽ rất là thú vị đấy. Cùng thưởng thức ngay thôi nhé.